Xin chào anh em. Hôm nay Đèo Đào Sau sẽ review đến anh em về một mẫu bát lửa của mùa du lịch. Mẫu bát lửa có thể giúp anh em khắc phục mọi thời tiết, có thể giúp anh em chống nước, chống mưa mà không phải lo là không châm được lửa nữa. Và đây, mẫu bát lửa móc khóa vặn của Đèo Đào Sau. Và chiếc bát lửa này thì đã được ngâm nước khá lâu rồi, tầm 15-20 phút. Và liệu rằng sau khi ngâm nước lâu như vậy thì nó có như những chiếc bát lửa thông thường, đó là chất ngọt của tỏi không? Và đây em sẽ lấy cái khăn lau khô khô qua đi bên ngoài đi. Rồi, bây giờ đánh lửa thử xem sau khi ngâm nước thì còn được như lúc chưa ngâm không nhá. Đánh cái lên luôn. Vâng, và sau 15-20 phút ngâm nước như vậy, chiếc bát lửa này vẫn có thể đánh lửa rất là nhạy, một cái ăn luôn, chẳng kém gì Zippo cả. Đó. Không những vậy, chiếc bát lửa này còn có thể dùng làm móc khóa khi anh em đi ra ngoài. Một chiếc bật lửa như này rất là tiện lợi, vừa chống được nước mà lại còn rất là gọn gàng. Đó, ngoài tẹt ra. Rồi, giờ lại bật thử xem còn được không nhá. Đó, vẫn lên lửa nhạy như vậy. Đó. Anh em thấy chưa, sau khi ngâm nước chán chê rồi, chiếc bật lửa móc khóa này vẫn có thể sử dụng cực kỳ tốt. Nó là một chiếc bật lửa xứng đáng để anh em lựa chọn mang đi vào mùa du lịch hay là những chuyến đi phượt của anh em. Đó, số lượng thì rất là có hạn thôi, để vào shop thật sự là không nhập được nhiều mẫu này, tại vì nó bán quá chạy trên mọi thị trường, và ưu tiên cho những anh em nào để lại số điện thoại đầu tiên. Đó. Ngoài ra thì anh em có thể xem thêm các rất nhiều sản phẩm khác của Deva Shop tại deva.vn. Anh em nếu thấy video này hay, có ích thì hãy là ấn chia sẻ anh em nhé. Xin chào anh em.